Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 4 tháng 6 sẽ có các nội dung chính sau đây. Ban chỉ đạo kế hoạch bảo vệ phát triển rừng tỉnh rút kinh nghiệm công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Các địa phương ứng phó với hạn hán. Nghệ An, các chỉ tiêu kinh tế xã hội không đạt và khó đạt theo nghị quyết đại hội lần thứ 17. Nghệ An chuẩn bị cho vòng chung kết bóng đá học đường toàn quốc. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay dưới sự chủ trì của đồng chí Hồ Đức Phước, Bí thư Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban chấp hành Hội Nhà báo Nghệ An khóa 6 để nghe và cho ý kiến về Đại hội Hội Nhà báo lần thứ 7, nhiệm kỳ 2015-2020. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Trần Hồng Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Lê Quang Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban đảng Tỉnh ủy. Hội Nhà báo Nghệ An là một tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp với gần 300 hội viên. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh đã báo cáo về công tác chuẩn bị cho Đại hội Hội Nhà báo tỉnh lần thứ 7 nhiệm kỳ 2015-2020. Đến hết tháng 1 năm 2015, 14 chi hội nhà báo trực thuộc đã hoàn thành xong đại hội đúng hướng dẫn và điều lệ. Ban chấp hành Hội Nhà báo khóa 6 tỉnh đã tổ chức sớm việc xây dựng và lấy ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện đại hội, thực hiện đúng định hướng và quy trình trong giới thiệu ban chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời đề xuất dự kiến thời gian, địa điểm, chương trình, thành phần tham dự và khách mời của đại hội. Kết luận tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Đức Phước đánh giá cao về công tác chuẩn bị và thống nhất với nội dung văn kiện, chương trình, thời gian dự kiến đại hội do Ban chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khóa 6 chuẩn bị. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh đến tầm quan trọng của đại hội trong việc xác định phương hướng nhiệm vụ cho Hội Nhà báo tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 và yêu cầu hội cần phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền, từ đó nâng cao vai trò vị trí chức năng của tổ chức hội, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của những người làm báo trên quê hương Bác, góp phần cùng với Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An thực hiện thắng lợi các phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong nhiệm kỳ 2015-2020. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Bảo hiểm xã hội tỉnh để nghe và cho ý kiến về tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh năm 2014 và 4 tháng đầu năm 2015. Đồng chí Lê Xuân Đại, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2015, toàn tỉnh có trên 2,2 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Trong đó, số người tham gia bảo hiểm y tế chiếm 73,9% dân số, tăng gần 12.400 người so với cuối năm 2014. Tỷ lệ nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giảm 2,1% so với cùng kỳ năm 2014, chiếm 4,05% dưới mức bình quân chung của cả nước, cơ bản ngăn chặn tình trạng cấp trùng thẻ bảo hiểm y tế. Nhiều vấn đề vướng mắc trong tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được giải quyết. Tuy nhiên, tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vẫn còn ở mức cao với tổng số tiền gần 267 tỷ 700 triệu đồng, chiếm 6,6% số nợ phải thu. Tình trạng lạm dụng quỹ khám chữa bệnh chưa giảm, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế thấp so với bình quân chung của cả nước. Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lê Xuân Đại đề nghị ngành bảo hiểm xã hội sớm có các giải pháp hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao, trong đó tập trung vào công tác thu, phát triển đối tượng tham gia, giảm nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quản lý quỹ, khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế. Đồng chí cũng yêu cầu ngành bảo hiểm xã hội phối hợp với Sở Y tế đẩy mạnh các giải pháp nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân có thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh và ngăn chặn kịp thời các hành vi lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế. Cũng trong sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đinh Viết Hồng đã làm việc với đoàn chuyên gia Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA do ông Shimose Kosaburo, Bí thư thứ hai Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam làm trưởng đoàn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đinh Viết Hồng cảm ơn Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA đã dành nhiều sự quan tâm đến tỉnh Nghệ An trong việc hợp tác kỹ thuật hỗ trợ lập quy hoạch phát triển nông nghiệp. Tổ chức JICA đã hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý, tổ chức các lớp đào tạo cho cán bộ kỹ thuật của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và một số dự án. Đặc biệt trong tháng 4 năm 2014, tổ chức JICA đã cử chuyên gia về du lịch Nhật Bản sang khảo sát tài nguyên du lịch nông thôn và tư vấn cho Nghệ An về phương pháp phát triển du lịch nông thôn và các khu vực trọng điểm. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đinh Viết Hồng mong muốn trong tháng 8 năm nay, tổ chức JICA Nhật Bản sẽ cử các chuyên gia đến Nghệ An để góp ý hoàn thiện vào dự án phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An, đồng thời tiếp tục quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ tỉnh Nghệ An trong việc lập quy hoạch phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững trong những năm tiếp theo.
để rút kinh nghiệm công tác phòng cháy chữa cháy rừng 5 tháng đầu năm 2015, sáng nay đồng chí Hoàng Viết Đường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo kế hoạch bảo vệ phát triển rừng đã chủ trì cuộc họp ban chỉ đạo. Theo thống kê của Chi cục Kiểm lâm tỉnh, tính đến ngày 2 tháng 6, toàn tỉnh đã xảy ra 12 vụ cháy rừng lớn nhỏ, trong đó có 6 vụ phát hiện sớm, dập lửa nhanh nên không có thiệt hại về rừng. 6 vụ cháy rừng lớn với diện tích bị cháy gần 38 ha. Về nguyên nhân khách quan, các vụ cháy là do nắng nóng kéo dài khiến cho thảm thực bì khô, dễ bén lửa. Về nguyên nhân chủ quan, hầu hết các vụ cháy rừng đều do tác nhân từ con người. Kết luận tại buổi họp, đồng chí Hoàng Viết Đường đánh giá cao sự nỗ lực của các địa phương, đơn vị trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng, đặc biệt là lực lượng kiểm lâm và lực lượng vũ trang, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những tồn tại trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng như việc phát hiện đám cháy vẫn còn chậm, công tác dọn thực bì, làm đường băng cản lửa ở một số địa phương làm còn sơ sài, công tác tuần tra kiểm tra ở các vùng giáp ranh chưa thường xuyên, việc giao khoán rừng vẫn chưa tốt. Công tác chỉ huy trong phòng cháy chữa cháy rừng vẫn còn lúng túng. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương đơn vị cần huy động lực lượng đồng bộ trong xử lý, điều tra làm rõ, khởi tố các vụ cố tình đốt rừng, xảy ra cháy rừng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, huyện là người chỉ huy trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Các địa phương cần rà soát lại lực lượng phòng cháy chữa cháy rừng, chủ động cắt đường băng xung quanh vùng cháy để hạn chế đám cháy lan ra diện rộng và làm tốt công tác hậu cần trong quá trình phòng cháy chữa cháy rừng. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình nắng nóng kéo dài với nền nhiệt luôn ở mức 39 đến 40 độ C, cùng với đó là không có mưa tiểu mãn, gió Lào liên tục thổi mạnh đã làm cho các hồ đập trên địa bàn tỉnh nằm trong tình trạng thiếu nước trầm trọng. Nhiều diện tích cây trồng đã bị chết cháy, chưa bao giờ các địa phương phải gồng mình chống chọi với nắng hạn gay gắt như hiện nay. Đập Rộc Mây, một trong bốn hồ đập lớn nhất của xã Nghĩa Hưng, cung cấp nước tưới cho diện tích của năm xóm. Hơn một năm nay trên địa bàn xã Nghĩa Hưng hầu như không có mưa. Sau những ngày nắng nóng kéo dài, lượng nước trong đập đã ở mực nước chết. Đến thời điểm này, Nghĩa Hưng chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ các cái loại giống, nhưng mà lượng nước trên hồ để mà hút để bắt mà cũng không còn nữa. Nếu mà khắc phục được con nước để mà hút lên để mà phục vụ sản xuất thì chúng tôi sẽ cố gắng bằng mọi biện pháp. Huyện Nghĩa Đàn hiện có trên 110 hồ đập lớn nhỏ. Qua kiểm tra, lượng nước dự trữ tại các hồ đập thủy lợi đạt thấp, chỉ khoảng từ 10 đến 20% so với thiết kế. Hiện nay, chỉ có một số hồ chứa nước lớn như hồ Sông Sào, hồ Lim, hồ Lò Than vẫn đang còn nước tưới cho sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, cũng chỉ đảm bảo cung cấp cho khoảng 1.000 ha lúa trên tổng số diện tích trên 3.500 ha. Trước tình hình nắng nóng còn kéo dài như hiện nay, địa phương đang chỉ đạo các xã, đơn vị thủy lợi tập trung cao nhất mọi phương án phòng chống hạn để đảm bảo cung cấp nước cho sản xuất vụ hè thu mùa. Thế thì hiện nay Ủy ban dân huyện Nghĩa Đàn chỉ đạo là đối với những vùng chủ động được nước tưới, những vùng trũng, vùng thấp, vùng có khả năng tưới thì tập trung triển khai ngay là sản xuất vụ hè thu. Đối những vùng lúa cao mà có thể nói rằng là không đủ nước thì chuyển sang một số cây trồng cạn ít dùng được hơn. Việc thứ hai nữa thì chúng tôi đã cho rà soát lại tất cả các hồ đập trên địa bàn, và trong đó thì sử dụng ưu tiên những hồ nào sử dụng nước tưới như thế nào cho hợp lý. Còn tại thị xã Thái Hòa, 48 hồ đập lớn nhỏ cơ bản đang đủ nguồn nước tưới cho khoảng 16.000 ha diện tích trồng lúa, ngô, lạc, khoai và cây cỏ năng suất cao. Tuy nhiên, nếu nắng hạn tiếp tục kéo dài không có mưa thì nhiều hồ đập cũng sẽ rơi vào tình trạng thiếu nước. Với thị xã Thái Hòa ấy, gần như hệ thống hồ đập là mình đã khép kín được. Trước mùa hạn đã khơi thông cống rãnh, mương máng kể cả nội đồng, đặc biệt là cái việc điều hành giữ nước nên là chủ động trong việc có lượng nước để tưới cho cây trồng. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ, tình hình nắng nóng còn tiếp tục kéo dài cho đến tháng 7 và diễn ra trên diện rộng. Cho nên các địa phương cần tiếp tục chủ động ứng phó với hạn hán, theo dõi chặt chẽ tình hình nguồn nước để có phương án chỉ đạo triển khai sản xuất hợp lý. Chúng tôi đề nghị các địa phương là thứ nhất là những cái vùng mà thấy không thấy chủ động nước thì không tổ chức gieo cây lúa, chuyển qua cây trồng khác. Còn những vùng mà có thể là cắn được để chúng ta lúa có thể là sản xuất lúa được thì chuyển qua sản xuất lúa mùa để chúng ta tận dụng cái thời điểm là lúa trổ là có nước trời.
Như vậy là trên cái vùng mà hồ đập là có hai hướng. Một hướng là những cái nơi mà không thể chuyển đổi cơ cấu cây trồng được thì chúng ta chờ mưa xuống để sản xuất lúa mùa. Còn những vùng mà đất nó có độ tưới xốp tốt hơn. Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo cho các địa phương phải rà soát, đánh giá, cân đối khả năng nguồn nước để bố trí cây trồng vụ hè thu mùa phù hợp, tiếp tục lắp đặt các trạm bơm dã chiến, bảo dưỡng máy móc, tu sửa công trình thủy lợi, các hồ đập. Đối với những diện tích đất sản xuất không đảm bảo nguồn nước tưới suốt vụ, phải chuyển đổi các loại cây trồng khác. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đổi mới, sáng nay Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức Đại hội lần thứ 8, nhiệm kỳ 2015-2020. Đến dự có lãnh đạo các ban đảng tỉnh ủy, đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Đảng bộ Trường Chính trị hiện có 7 chi bộ khoa phòng với 61 đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ đã lãnh đạo chuyên môn hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ được giao và từng bước nâng cao chất lượng các loại hình đào tạo, bồi dưỡng. Trong đó, chú trọng lãnh đạo tăng cường quản lý hoạt động dạy và học, thực hiện có hiệu quả phương châm đa dạng hóa loại hình đào tạo, bồi dưỡng, coi trọng kỹ năng nghiệp vụ, liên hệ, vận dụng vào thực tiễn công việc phù hợp với các loại hình đối tượng cán bộ. Công tác nghiên cứu khoa học tổng kết thực tiễn ngày càng thiết nhằm phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng và gắn với các trung tâm đến công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ. Trong nhiệm kỳ đã có 10 cán bộ viên chức được đào tạo thạc sĩ, 10 cán bộ được đào tạo cao cấp lý luận chính trị hành chính. Đại hội đã thảo luận xác định phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2015-2020 là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là đội ngũ giảng viên, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phấn đấu xây dựng Đảng bộ chi bộ trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng nhà trường phát triển toàn diện. Đại hội cũng bầu 7 đồng chí vào ban chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, biểu dương tôn vinh tập thể cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Sáng nay, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã tiến hành Đại hội khóa 12, nhiệm kỳ 2015-2020. Dự và chỉ đạo đại hội có đại diện Đảng ủy khối các cơ quan cấp tỉnh. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ chính trị, đạt và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ về chuyên môn, đưa tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu của toàn tỉnh từ 62% năm 2010 lên 90%, được Bộ Tài nguyên Môi trường đánh giá là một trong những tỉnh đạt kết quả cao. Chỉ đạo 256 trên 319 xã hoàn thành công tác chuyển đổi ruộng đất. Các xã còn lại sẽ hoàn thành trong năm 2015, về đích sớm hơn một năm so với kế hoạch của tỉnh. Chỉ đạo đôn đốc và giám sát việc khắc phục và xử lý ô nhiễm môi trường tại các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Với mục tiêu tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng ủy, cấp ủy, các chi bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức tốt, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành rà soát, tham mưu sửa đổi, ban hành đồng bộ các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách về tài nguyên và môi trường, thực hiện tốt công tác quy hoạch, kế hoạch phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, như rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch tài nguyên khoáng sản, môi trường, tài nguyên nước. Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ các cơ quan cấp tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, trong 31 chỉ tiêu kinh tế xã hội mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2010-2015 đề ra, đến nay Nghệ An đã tập trung thực hiện hoàn thành được 26 chỉ tiêu, 5 chỉ tiêu còn lại dự báo sẽ khó và không đạt theo mục tiêu của nghị quyết. Vậy đâu là nguyên nhân, những tác động để Nghệ An không hoàn thành được 5 chỉ tiêu kinh tế xã hội quan trọng này? Mặc dù đã rất nỗ lực trong thu hút đầu tư, phát huy nội lực để phát triển công nghiệp, xây dựng, tuy nhiên đến cuối nhiệm kỳ, huyện Con Cuông vẫn không đạt được mục tiêu đề ra lĩnh vực này. Nhiệm kỳ qua, Con Cuông là huyện nằm trong top được lựa chọn đầu tư phát triển mạnh về lĩnh vực công nghiệp xây dựng của tỉnh, trong đó chú trọng vào lĩnh vực công nghiệp thủy điện và chế biến lâm sản. Trước thêm đại hội thì kể cả tỉnh cũng xác định Con Cuông là thị xã, do đó là cả cái dự án đã xây dựng và chuẩn bị triển khai hết, nhưng mà sau khi dừng thì thị xã một cái là không triển khai được. Cái thứ hai nữa là cùng cái nhiệm kỳ này cũng là cái nhiệm kỳ mà chính phủ cắt giảm đầu tư công. Không chỉ huyện Con Cuông mà trong nhiệm kỳ qua, về chỉ tiêu tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp xây dựng có nhiều huyện không đạt theo mục tiêu nghị quyết đề ra.
nguyên nhân chính được xác định là do đầu tư công bị cắt giảm mạnh trong đầu nhiệm kỳ. Trong 5 chỉ tiêu khó và không đạt, có một chỉ tiêu xã hội là số trẻ bị suy dinh dưỡng trên toàn tỉnh không đạt. Thời gian qua, ngành y tế Nghệ An đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, nâng cao nhận thức của người dân, mà đặc biệt là các bà mẹ đang trong thời kỳ mang thai, nuôi con nhỏ. Nghệ An được Trung ương đánh giá là tỉnh có số trẻ suy dinh dưỡng giảm nhanh, bền vững. Tuy nhiên, so với chỉ tiêu đề ra của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, thì tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng của Nghệ An đến cuối nhiệm kỳ phải giảm xuống còn 15%. Nhưng đến nay vẫn nằm ở mức 17,8%. Đây là chỉ tiêu mà ngành y tế dự kiến là không thể đạt. Cái chỉ số về dinh dưỡng là nó đã được cụ thể hóa, và cái công thức tính, cái cách thức tính, cái tỷ lệ suy dinh dưỡng hiện nay là nó tính chung cho cả nước trong khu vực ASEAN. Khi mà cái tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em cân đẳng thêm tuổi ở cái ngưỡng khoảng 20%, ngưỡng 20%, thì mỗi một năm dù anh có nỗ lực phấn đấu thì nó cũng không bao giờ khó khi mà đạt được 1%, giảm được 1% trên một năm. Ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2010-2015, dưới sự lãnh đạo của tỉnh ủy, các cấp ngành địa phương đã tập trung vào thực hiện chỉ tiêu nghị quyết mà đại hội đã đề ra. Tuy nhiên, do trong nhiệm kỳ qua, tác động khách quan từ nền kinh tế thế giới, trong nước, nên đến nay, Nghệ An vẫn còn 5 chỉ tiêu chưa đạt. Trong đó có 4 chỉ tiêu về kinh tế, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân của tỉnh giai đoạn 2011-2014 mới đạt 7,89%, trên kế hoạch là 11-12%, đã kéo các chỉ tiêu khác khó và không đạt. Trong đó có chỉ tiêu GDP bình quân đầu người theo giá thực tế năm 2015 chỉ ước đạt 29 triệu đồng. Trong khi đó, mục tiêu đặt ra đến hết nhiệm kỳ là 33 đến 34 triệu đồng. Khi xây dựng cái kế hoạch cái nhiệm kỳ này ấy, đứng trước một cái nhiệm kỳ trước thì chúng ta với cái dự báo là khá thuận lợi. Cái thứ hai, nhưng mà sau khi tình hình thế giới cũng như khu vực và trong nước thì nó cho hiện cái lạm phát rồi cái giảm phát liên tục và quay trong cả suốt, nhìn có thể nói suốt nhiệm kỳ rất khó khăn, và tình hình hiện nay vẫn còn tiếp tục khó khăn. Với tình hình chúng đó thì chúng ta đã có rất nhiều cái nỗ lực phấn đấu, và đến giờ này đã đánh giá 6-4 năm mà chúng ta đã chuẩn bị cho cái báo cáo chính trị đại hội đảng lần thứ 18. Thế thì có 5 chỉ tiêu này. Cái thứ nhất là về tốc độ tăng trưởng, thì đấy là cái tình huống chúng ta không đạt cái đề ra. Từ cái chỗ này nó ảnh hưởng, nó kéo, nó liên lụy đến các cái chỉ tiêu khác. Từ đó là chỉ tiêu về cơ cấu kinh tế chúng ta không đạt. Mặc dù thời gian còn lại của nhiệm kỳ không nhiều, nhưng hiện nay các cấp ngành cùng với địa phương đang tập trung đưa ra nhiều giải pháp mạnh nhằm thực hiện đạt kết quả cao nhất đối với các chỉ tiêu khó và không đạt. Nội dung tiếp theo trong chương trình: gặp gỡ các đoàn tham gia giao lưu nối vòng tay biển lần thứ 11 năm 2015. Nghệ An chuẩn bị cho vòng chung kết bóng đá học đường toàn quốc. Sau đây là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường, của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau. 1. Đồng ý Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An quyết định chuyển mục đích sử dụng 490,62 ha đất trồng lúa để thực hiện dự án khu công nghiệp dịch vụ và đô thị V-Ship Nghệ An như đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường, của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An. 2. Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định tại Nghị định số 42/2012/NĐ-CP và số 43/2014/NĐ-CP. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An và các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo luật, luật tố tụng hành chính sửa đổi và dự thảo luật thống kê sửa đổi. Tại buổi thảo luận, đa số các đại biểu Quốc hội đồng tình với các dự thảo luật, tuy nhiên cần điều chỉnh một số điều để phù hợp với thực tiễn. Góp ý về dự thảo luật thống kê sửa đổi, đại biểu Phan Trung Lý đoàn Nghệ An cho rằng cần có hệ thống chỉ tiêu được quy định trong phụ lục, vì đây là bước tiến mới, cần thiết, minh bạch hóa, phục vụ cho quá trình chuyển đổi tái cơ cấu kinh tế đất nước. Về dự thảo luật tố tụng hành chính sửa đổi, một số đại biểu cho rằng cần điều chỉnh một số điều cho phù hợp với thực tế hơn. Về thủ tục rút gọn, thi hành án hành chính và xử lý các hành vi cản trở hoạt động tố tụng hành chính. Nhiều đại biểu cho rằng dự thảo luật tố tụng hành chính sửa đổi đảm bảo sự thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.
Chiều nay, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi giám sát kết quả thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về một số chỉ tiêu phát triển kinh tế thu chi ngân sách giai đoạn 2011-2015 và thực hiện nhiệm vụ năm 2015 tại Cục Hải quan Nghệ An. Trong giai đoạn 2011-2015, Cục Hải quan Nghệ An đã nỗ lực phấn đấu đạt và vượt một số chỉ tiêu thu ngân sách của tỉnh giao. Đơn vị đã đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính theo hướng công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, đơn giản và hài hòa thủ tục hải quan. Tính đến tháng 5 năm 2015, số nợ đọng thuế tại Cục Hải quan khoảng trên 41,7 tỷ đồng. Trong gần 5 năm qua, đơn vị đã làm thủ tục hải quan cho trên 32.300 tờ khai nhập khẩu với tổng kim ngạch đạt gần 2,5 tỷ đô la. Trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, Hải quan Nghệ An đã xử lý gần 400 vụ, xử phạt hành chính trên 2,8 tỷ đồng. Tại buổi làm việc, đoàn giám sát đã đề nghị Cục Hải quan tỉnh làm rõ về việc nợ đọng thuế trong giai đoạn 2011-2015 và kết quả thu nợ đọng thuế cũng như các giải pháp triển khai thực hiện, đánh giá rõ hơn về kết quả thu thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và những dự báo trong thời gian tới để đảm bảo thu đúng, thu đủ cho ngân sách nhà nước, một số vấn đề liên quan đến công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại. Chiều nay, thị xã Cửa Lò đã tổ chức buổi gặp mặt các đoàn tham gia giao lưu nối vòng tay biển lần thứ 11 năm 2015. Tại buổi gặp mặt, đại diện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thị xã Cửa Lò đã thông tin với các đoàn về tình hình kinh tế xã hội, đặc biệt là ngành du lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Chỉ tính riêng trong 5 tháng đầu năm nay, lượng khách lưu trú ở Nghệ An đạt 1,3 triệu lượt, bằng 104% so với cùng kỳ năm 2014. Khách quốc tế đạt gần 23.000 lượt, bằng 103% so với cùng kỳ. Riêng du lịch Cửa Lò trong 5 tháng đầu năm đã đón trên 540.000 lượt người, trong đó khách lưu trú là 230.000 lượt người. Hiện nay, ngành du lịch dịch vụ chiếm đến 64% cơ cấu kinh tế của thị xã. Qua 20 năm xây dựng và phát triển, hiện nay Cửa Lò đã được chính phủ công nhận là một trong những đô thị du lịch biển của cả nước. Kết quả này có sự đóng góp không nhỏ của các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh, truyền hình. Tại buổi gặp mặt này, lãnh đạo thị xã Cửa Lò, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và Đài phát thanh truyền hình Nghệ An mong muốn các đơn vị sẽ tích cực tham gia các hoạt động của chương trình giao lưu và là cánh tay nối dài tuyên truyền quảng bá hình ảnh Nghệ An nói chung, du lịch Cửa Lò nói riêng tới nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế. Sáng nay, Công ty Điện lực Nghệ An tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày hy sinh của 13 liệt sĩ cán bộ công nhân viên nhà máy Điện Vinh mùng 4 tháng 6 năm 1965, mùng 4 tháng 6 năm 2015. Cách đây 50 năm, máy bay Mỹ ồ ạt ném bom đánh phá nhà máy Điện Vinh và đến 14 giờ 30 phút cùng ngày, trong lúc cán bộ công nhân của nhà máy đang khắc phục thiệt hại, thì máy bay Mỹ lại tiếp tục đánh phá làm 8 cán bộ công nhân viên hy sinh. Là một trọng điểm bị đánh phá ác liệt nhất, nhà máy Điện Vinh đã có thêm 5 cán bộ công nhân viên khác hy sinh. Thực hiện lời dặn dò của Bác Hồ khi người về thăm nhà máy ngày 15 tháng 6 năm 1957, tập thể cán bộ công nhân viên chức nhà máy không ngại hy sinh gian khổ thề, quyết tử cho dòng điện quyết sinh. Với những thành tích xuất sắc, tập thể cán bộ công nhân viên nhà máy vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác. Nơi đây cũng đã trở thành khu di tích lịch sử cấp quốc gia. Vòng chung kết Festival bóng đá học đường U13 năm 2015 với sự tham dự của 12 đội bóng sẽ chia làm 3 bảng sẽ thi đấu tại Hà Nội. Nghệ An có 2 đội tham dự là trường Trung học cơ sở Nghi Long và Trung học cơ sở Hưng Đồng. Đến nay thì công tác chuẩn bị cho giải đấu này đã được đại diện bóng đá trẻ Nghệ An triển khai. Giữa cái nóng như đồ lửa, các em học sinh nhí của trường Trung học cơ sở Nghi Long và Trung học cơ sở Hưng Đồng vẫn nhẫn nại thực hiện các động tác theo sự hướng dẫn của huấn luyện viên. Do các em là cầu thủ không chuyên nên để thực hiện đúng các động tác cơ bản, huấn luyện viên đã phải chỉ bảo khá nhiều. Nhưng điều này không ngăn được sự hứng khởi của các em trong việc tập luyện để chuẩn bị cho giải đấu lớn nhất của cả nước dành cho học sinh lứa tuổi U13. Cháu là chủ yếu là học văn hóa và tập những cái bài tập thể dục cơ bản. Chứ về chuyên sâu về bóng đá thì ở trong trường chúng tôi học nhưng chúng tôi không phải là đào tạo chuyên sâu. Trong cái quá trình tập luyện thì rất khó khăn. Thực ra có những cháu nó hiện nay chưa biết được cái kỹ thuật như thế nào. Dần dần thì các cháu hiện nay cũng đã tiếp cận và biết được mọi cái. Nói tóm lại là cũng phát huy được cái tố chất là của một cầu thủ để vươn tới một cái tầm cao hơn nữa. Đại diện cho Nghệ An tham dự giải đấu dành cho học sinh cả nước là một niềm vinh dự, xen lẫn lo lắng của các em. Bởi đây là lần đầu tiên các em được tham gia một giải đấu khá chuyên nghiệp, trong khi phần lớn các em chưa thực sự được đào tạo bài bản về bóng đá. Tuy nhiên, quyết tâm thể hiện mình vì màu cờ sắc áo là điều không thể thiếu ở những cầu thủ nhí này. Cháu là dự vòng đấu này là lần đầu tiên. Cháu rất muốn ghi bàn và
để giành chiến thắng cúp, để lấy cúp để cho đội bóng mình và quê hương Nghệ An của mình. Hiểu được khát khao của các em trước sân chơi lớn của thiếu nhi cả nước, nhà trường và các bậc phụ huynh cũng đã tạo điều kiện rất tốt để các em yên tâm tập luyện và thi đấu. Nhà trường cũng xem đây là dịp để các học sinh giao lưu học hỏi với các đội bóng của đại diện các trường học trong cả nước. Một hoạt động ngoại khóa vô cùng bổ ích với các em trong những ngày hè này. Tôi cũng đã tham mưu với ủy ban dân xã, các ban ngành đoàn thể để người ta cũng vào cuộc ủng hộ với tinh thần, về vật chất dù là nhỏ nhưng mà đó là cái tấm lòng và để động viên các em. Thì đến giờ phút này thì nói chung là cái tinh thần của thi đấu là các em đã sẵn sàng. Cái ý nghĩa của cái giải bóng đá này theo tôi là rất là tốt. Vì là nó phát huy được cái thể lực, mà cái tố chất về cái tinh con người đã có cái thể lực trước thì mới tiếp thu được, mới học hành được. Cho nên là qua cái đợt này nó là cái điểm để rồi là nhân ra diện rộng cho học sinh. Rồi ngoài ra cái giáo dục thể chất trong nhà trường nó cũng là cái đà để nó phát triển. Đặc biệt là cái giải bóng đá học đường này thì rất quan trọng. Festival bóng đá học đường U13 2015 là sự kiện do Báo Thiếu niên Tiền phong tổ chức với mong muốn mở rộng cơ hội cho thật nhiều em nhỏ yêu trái bóng tròn được tranh tài thử sức, bồi đắp tình yêu bóng đá trong cộng đồng, phát hiện những nhân tố có tiềm năng có thể đóng góp cho sự lớn mạnh của nền bóng đá Việt Nam sau này. Với sự chuẩn bị chú đáo, hy vọng các cầu thủ nhí Nghệ An sẽ đạt được thành tích cao tại giải đấu và đem vinh quang về cho tỉnh nhà. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Ngay sau đây sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Xin kính chào tạm biệt.